Rồi hello mọi người nha, hello mọi người đang xem kênh của anh Thái Sức Sống Mới nha. Thì hôm nay là buổi tối thứ bảy đó, thứ bảy cuối tuần rồi đó mọi người. Mọi người có ai chưa có ăn cá viên chiên á, mọi người cứ ra quán cá viên chiên 258A Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10 ủng hộ giùm em nha đó. Rồi hello tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay là Thái đang có mặt tại Lan Quế Phường mọi người. Thì hiện nay thì trời mưa thì cũng vừa dứt luôn mọi người ơi. Đó thì ngày hôm nay là Thái sẽ có một số câu hỏi sẽ hỏi Gia Hân để cho mọi người mình được biết luôn. Thì Hân ơi, thì theo cái anh biết là cái mối tình của em với anh Khoa đó là chỉ vỏn vẹn chỉ có 2 ngày thôi. Dạ. Đó thì trong 2 ngày đó đó là nó chấn động cả cộng đồng mạng. Vậy thì khi mà qua cái sự việc này á thì không biết là Gia Hân có một cái cảm nghĩ như thế nào về cái mối tình xét đánh này, thì không biết là Gia Hân nghĩ thế nào ạ? Nói chung là mới đầu thì em nghĩ là giống như là ảnh ra đây là vui thôi, thì tụi em với Thu Phương đồ cũng mới làm một cái clip vui để cho mọi người coi. Nhưng mà qua ngày thứ hai á thì thấy anh kích động quá, thấy anh quá kích động luôn, cho nên á em đâm ra em cũng sợ. Tại vì cái thần kinh đó anh, mấy người đó thần kinh đó, nhiều khi mình giỡn đố á, nhiều khi người ta nghĩ là mình thiệt. Em cũng sợ, cho nên cái bữa mà em ra em bán đây nè, anh tặng cho em bó bông á, em thấy anh tặng bó bông là em đã sợ, em chạy vô nhà rồi. Nhưng mà em nghĩ tới giờ ra phải dọn hàng, cho nên em đi ra. Thì đi ra ở đây mới ồi lên ghẹo gỗng đợi, ổng tự để bó bông ở đây luôn. Chứ em không có nhận luôn, em đâu có dám nhận. Nhận mất công sợ kỳ. Đó cho nên em không dám nhận. Đó ai nhè tối á, ổng cứ chạy qua chạy lại ổng nói hoài. Rồi rốt cuộc hả sao ổng cho quán em ăn nguyên cục sạc luôn. Bởi em không có dám giỡn nữa. Thì em mong mọi người mà coi clip á, mọi người cũng thông cảm đi. Tại nhiều khi lâu lâu có mấy cái clip sơ xích gì đó, mọi người cũng có buồn phiền hay gì hết. Nói chung mới đầu tụi em cũng tính là làm clip để giải trí. Nói chung là lúc đầu là cái ngày đầu tiên anh ấy là anh ấy ghẹo Gia Hân. Ừ. Thì Gia Hân cứ tưởng là nghĩ là vui rồi mình quay một cái clip vui vẻ. Đúng rồi. Chứ thật sự là Gia Hân cũng không có biết anh ấy là ai luôn. Dạ em đó. Không biết luôn. Nên là Gia Hân cũng muốn cho mọi người một cái clip vui vẻ. Nhưng mà ngày hôm sau á, anh ấy lại tấn công dồn dập. Trời. Đó, anh ấy mua một bó hoa, anh ấy lại cầu hôn Gia Hân rồi quỳ xuống các dạ. kiểu, nên là Gia Hân rất là sợ. Dạ dạ. Rồi dạ. Tại vì Gia Hân thì buôn bán thì bắt buộc phải ra đây buôn bán thôi đó, mọi dạ người. Dạ đợi em chút đi. Thì đó thì nói chung là em cũng sợ thiệt, cho nên là nghĩ vui thôi. Ai nhà cái anh kích động quá, mà trước đó là anh đâu phải anh ghẹo mình em đâu, anh ghẹo mấy người nhân viên bên đây rồi mà kỳ đó không có kích động vậy. Tại cái này là dồn dập quá, cái anh tưởng thiệt, anh biết không, rồi đem bó bông rồi em nói em rồi, anh nói rồi tới công chuyện rồi đó đó, bởi vì không dám ấy luôn đó. Trong 2 ngày qua mọi người thì kênh của Thu Phương, kênh của Sức Sống Mới nè, và tất cả những cái kênh ở đây không sẽ tới đúng đều đăng tải cái nội dung là chồng Gia Hân xuất hiện, thì làm cho Gia Hân bối rối cả nhà. Và cái ngày thứ hai thì nó cũng xảy ra một cái việc, đó chính là Gia Hân hẳn hừng từ chối cái tình cảm của ảnh luôn. Đó, tại vì mới có 2 ngày thì Gia Hân cũng đâu có biết ảnh là ai đâu mọi người đó, nên là Gia Hân cũng rất là sợ rồi, luôn. Cho em thôi, 300. Cảm ơn và anh nha. Anh ấy cảm ơn cũng nha chị. Đã dầm mưa, anh ấy dầm mưa và anh ấy chọi cục sạc, anh ấy chọi cục sạc vô ngay cái qua dạ. cái xe cái viên chiên, rồi sau đó là anh ấy bỏ giày ra rồi bẻ gãy cái tai phone luôn. Đúng rồi. Nói không rồi, cởi giày ra trước anh. Rồi lúc đó là anh cảm thấy cũng rất là sợ nên anh không có dám quay. Đúng rồi. Đó, anh không có dám quay tại vì khi mà kích động quá đó, rồi nhiều khi anh làm những cái chuyện mình không thể tưởng tượng được. Em rồi, không có sợ gì hết đó, sợ mới công, thứ nhất là trúng khách, thứ hai là lỡ như có trúng ai rồi đền ai, đâu có đền ai được đâu, mấy người thần kinh mà. Bởi em sợ lắm, bởi mọi người coi clip vui vẻ thì thôi, cái clip nó cũng qua rồi, mọi người coi, chủ ý là tụi em cũng muốn mọi người có clip để coi thôi, chứ không có gì hết. Thì mọi người cũng thông cảm cho tụi em đi, ví dụ mà tụi em có lỗi làm gì mọi người thông cảm. Và mọi người nhớ hãy đăng ký kênh của anh Thái Sức Sống Mới giùm em nha, để anh có động lực anh quay clip nè. Rồi ví dụ mà ai mà muốn biết tình hình của cô Chức á, mọi người cứ theo dõi kênh ảnh, tại ảnh cũng hay qua thăm cô Chức lắm, để cho mọi người truy cập vô mọi người coi. Hoặc là mà ảnh cũng có đi làm mấy cái chuyến từ thiện đồ đó này kia kia nọ nhiều nha mọi người. Cảm ơn mọi người nha. Rồi chưa rồi em không nói nữa. Khoan, rồi hôm qua có chuyển khoảng 3.440.000 cho gì Chức không, cho anh Khoa không? Nó nghe nè, thật sự ai biết đâu ha mọi người ơi, thật sự là em rất là buồn khi nó mất anh rể của em, chủ tập đoàn lớn đó mọi người ơi, thôi em được hưởng sấy ké không mà rồi. Mà nghe nói cái này em nghe nói thiệt là ổng là con của anh chủ tập đoàn thiệt á anh. Đúng nghe rồi thôi, thiệt con thiệt mà... nhưng mà nếu mà anh không có gì anh hứa cho Hân Ly cũng mừng rồi. Đúng rồi anh, trời nếu mà anh bình thường là có thể là Gia Hân đồng ý đúng không? Không nếu mà không nếu mà anh giả định á, giả định nếu như mà ảnh là người bình thường. Nhưng mà ý là phải coi hợp tính nhau không, chứ không mà anh về ông tục xì dầu em với mẹ, ông binh 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 với mẹ luôn. Em hỏi anh tự nhiên
tối mình đang ngủ mà ông dựng đầu mình vậy, ông đấm binh 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 rồi hỏi ông muốn binh ông đâm cái ọt rồi tò te rồi em lên đường luôn. Đâu ai mà đâm cái kiểu đó, tao đâm cái kiểu kia kìa. Ôi cái đó là cái đó đâm khác, là cái đó là em nói mà đâm thiệt mà anh thấy mấy người bị thần kinh không? Ý anh giả định á, anh giả định nếu anh ấy là người bình thường thì theo cái cách nói chuyện của anh ấy á, anh cảm thấy là anh ấy là một người có học, nói chuyện rất là đâu đó rõ ràng, rất là hay luôn. Ồ, nếu mà một người bình thường vậy là khỏi chê rồi. Đúng rồi. Mà một người bình thường vậy không biết tới phiên em chứ. Nhiều khi có ai lụm trước em luôn rồi đó. Không mà, ổng nói chuyện hay thiệt. Em coi lại mấy cái clip của tụi anh quay ổng. Không mà, hôm bữa cái ngày thứ hai mà anh lại đây anh nói á, là anh sẽ thử thách Gia Hân là 2 tuần không qua đây để xem Gia Hân có nhung nhớ, có nháo nhào lên vì nhớ ảnh hay không. Trời ơi, nhung nhớ đâu em không thấy. Mà thấy khách ra tao hỏi em chừng nào đám cưới không? Cái này hả? Cái này là bánh bao trứng. Cái này. Đó mọi người, cái hôm nay là Gia Hân trải lòng mọi người ơi. Tại vì nói chung là Gia Hân cái ngày đầu tiên á, thì Gia Hân cũng tưởng là vui vẻ thôi, mà không ngờ cái ngày thứ hai anh Khoa lại quá là kích động. Tâm duyên chị. Nên anh Khoa là tặng hoa hồng nè. Này rồi cầu hôn quỳ xuống rồi cắt kiểu hết. Chị đi chung chị này thôi. Như vậy thì là cho Gia Hân sợ lắm mọi người. Đây là toàn hủ hải sản. Đó thì ngày thứ hai là em Thu Phương cũng đã lên tiếng và không có quay nữa. Đó đã chấm dứt này, bánh mì những hình ảnh của anh Khoa. Tại vì sợ anh ấy có những cái hành động tiếp theo nữa như thế nào thì cái đó mình không có đoán trước được. Nên là tụi em đã không có quay ảnh nữa. Và mấy ngày hôm nay, từ ngày hôm qua với ngày hôm nay thì không thấy ảnh ghé ở đây nữa mọi người. Nó đặc biệt là ngày hôm qua với ngày hôm nay là trời mưa rất là to luôn. Đó. Rồi, nhưng mà hiện nay thì đó, quán cà, khổ qua ớt. Hiện nay thì quán cũng rất là đông luôn mọi người ơi. Năm ngàn cục. Hôm nay thì hiện nay thì quán là cũng là trời mưa thì hiện nay là trời mưa cũng đã cũng đã nguôi hạt rồi. Đã dứt hạt rồi cả nhà. Đó. Bây giờ là khách cũng từ từ người ta ra ta ủng hộ cho Lan Quế Phương. Thì vừa qua thì em với Gia Hân thì cũng đã gửi cho mọi người một cái clip vui vẻ mọi người. Khổ qua em thứ lấy tới mỗi thứ có một cục cho anh. Nhớ đợi nhiều quá này. Dạ, Hân trải lòng của mình. Thôi vậy cái này trước đi ha. Đến đây đếm tính tiền cho anh chị coi luôn ha. Đây là 10 ngàn. Có lẽ là bây giờ là Gia Hân đang bận bán rồi cả nhà ơi. 20. Đó, Gia Hân đang bận bán rồi nè. Nên là Thái không thể phỏng vấn tiếp hơn nữa. Để khi nào 200 không anh? 50 nè, 60 nè, 70, 75 ngàn á. Để khi nào Gia Hân rảnh thì Thái sẽ tiếp tục trò chuyện với Gia Hân nha. Ok anh, nha, thông cảm giùm em nha. Tại em đang bận bán khách vô lượng nữa nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh của anh Thái giùm em nha. Sức sống mới nha mọi người. Rồi, đó, cảm ơn anh Thái nha. Bye rồi. Bye mọi người. Rồi, bye bye tất cả mọi người nha.